Ừ. Mấy giờ? Mấy giờ? 4 giờ. 4 giờ sáng à? Vâng. Bây giờ làm được những kênh nào rồi? Giờ đang sửa. Đang sửa à? Vâng. Giới thiệu các bạn, đây là Hương các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với Giàng Áo Pháo. Và nay thì ngày lành tháng tốt. Em Hương em đông thổ vào nhà mới các bạn. Và Áo Pháo hôm nay xuống thăm xem giúp gì được em không? Đâu đi xem nào. Cứu đâu? Chào các anh em. Nhà của bạn với quy mô mà mình nhìn thấy đây thì có sắt thép các bạn ạ. Khác với ngôi nhà của Khánh trước mình làm. Thì nhà của Khánh trước mình làm thì không có sắt thép như này các bạn. Bạn sắt thép như thế là phải đào móng. Sỏi đây. Vậy là ngôi nhà này sẽ làm kiên cố luôn đấy các bạn. Đang thấy đào móng đây các bạn. Quy mô khủng khiếp đấy. Xin chào ạ. Lèng đâu? Hả? Ôi, tay vẫn sạch rồi. Anh vâng. Cũng đơn thuần mà. Nhưng mà máy làm ấy chứ. Máy đào mà mình sửa lại. À rồi. Chào cô. Vâng. Chào. 1 2 3 4. Nhiều hố lắm, hơn chủ hố. 1 2 3 4 này. 1 2 3 4. 12 hố móng. Vậy ai là sẽ là chủ công trình à Hương? Ai là thợ cả em? À thợ cả kia. Anh nhận công trình luôn đúng không? À, thợ to đúng không? À rồi rồi. Vậy là ngôi nhà quy mô của em cũng to khủng khiếp đấy các bạn ạ, không đơn giản đâu. Không rồi mình xem ở trên bản vẽ chưa hình dung ra, bây giờ thấy là to, quy mô to. Này 100 triệu sao trôi được hả Hương? Nhà này 100 triệu không trôi được đâu. Phải hơn 100 triệu. Hả? Có cố quá không? Khiếp thật. Này khủng khiếp đấy. Xin chào. Xem nào. Em có bạn đang dưới này à? Hố móng khủng khiếp. Đây. Ờ, anh một mình thôi. Này giao lưu à? Giao lưu bao nhiêu mâm? Không biết là chú Hương làm mấy mâm. Chú Hương làm mấy mâm à? Không biết đang làm ở nhà nữa. À, ở dưới lán à? Vâng. Rồi các bạn, chúng ta quay trở lại với thời gian trước một chút các bạn. Em Hương thì có cái gian nhà sàn 4 gian Hương nhỉ? Hả? Không, 2 gian à? Hôm trước nhà sàn em à? 4 gian đúng không? Xong là qua thời gian nấu cắm lợn các bạn, sơ suất. Mình cũng quay một mấy vài ngôi nhà mà sàn hiện tại các bạn có thể hình dung ra là người ta cũng nấu ngay ở trên nhà ấy, lúc sau là lửa lan ra và cháy. Thì mãi sau thì em được chính quyền các bạn và mọi người quan tâm. Thì cái số tiền mọi người giúp đỡ thì em ngày nay em chuyển lên vị trí này để là cất ngôi nhà kiên cố hơn để ở. Này các bạn có thể thấy là cái móng của các em đang làm. Hai anh em ở với nhau thôi. Hương cũng nhiều tuổi rồi đấy các bạn. Hiện tại thì chưa vợ. Em cứu thì đang có yếu tố thần kinh các bạn nhé. Thỉnh thoảng một tuần thì em lại lên cơn động kinh một lần. Đó. Bữa nay thì Á Pháo đến thì đúng ngày em động thổ. Vậy là cái nhà là quy mô đấy các bạn, lớn đấy. Xuống với dưới nhà kia xem nhé các bạn nhé. Cứu có ở dưới nhà không? Và đây là những cái nơi tập kết vật liệu các bạn ạ. Mình đang thấy nhiều cái quế ở đây là người ta làm cây trống rồi. Và một cái lán nhỏ ở đây thì sẽ xi măng mọi thứ đây.
Chị gái có về không em? Thế ai đang nhóm dưới kia? Không, dưới này cơ. Tưởng chị gái em. À mấy em làm cơm. Thế tuổi em luôn à? Ồ, thế là em là năm nay là bao nhiêu nhỉ? 9 mấy nhỉ? 94. Vậy là 29. 29 thì có phải tuổi làm nhà được không? Thầy xem rồi à? Vâng. Không, làm cái nhà kiên cố này phải xem tuổi ấy, kiêng ấy. Nhưng mà không được là phải mượn người khác ấy. Một cái đấy là cái duy tâm. Thôi, có nhà là ngon lành rồi. Vậy thì là thầy vào động thổ là mấy giờ? 4 giờ. 4 giờ sáng. À. Ok. Thì anh xuống cuốc phải em nào. À Pháo thì chưa tham gia một cái công trình động thổ nào chính thức lấy tên của mình cả. Đó. Toàn khi là mọi khi là mọi người toàn làm thôi. Ví dụ như nhà chị Triều, nhà Khánh hoặc là một số nhà chăng nữa thì toàn là tuổi các bạn ấy làm. Nay thì mình cũng anh thôi anh xuống đến đây anh cho anh xin xuống quốc tí được không? Mỗi phát 5.000. Hả? Hả? Đây. Cái này thấp. Dây à? Cho anh xin xuống này tí em. Cái này chắc là nâu hơn. Anh cứ đinh ở đây này. Ờ, à, rồi. Hai đứa mày cứ đi chuồng họ đi đây. Cái này sao lý do gì máy không làm được? Hát chung này vui em. Em tí rồi em đi uống nước. Đi về nhà đi. Để đáng ăn đi về đi con ạ. Không mệt ạ. Không mệt chứ về thì chụp hoa nhưng mà mệt xong ạ. Công trình cổ Hương này là nhìn thấy quy mô đây em ạ. Nếu mà hôm nay mưa thì thế nào? Mưa phải làm luôn. Mưa mới phải làm à? Mưa chắc làm lý giờ thôi chứ còn không mưa thì mới làm được như này chứ. Vậy tính là diện tích là bao nhiêu mét vuông hưởng? Nhà là 70 mét vuông. Diện tích bên trong hay là diện tích cả ở bên ngoài đúng không? 70 mét vuông sàn. Có đổ mái không? Không. Vậy thì không đổ mái. Nếu như không phải người nhà em giúp ấy thì ngôi nhà này thì riêng tiền công đã phải trên 50 rồi đúng không? Tiền công xây là 50. Vật liệu ăn uống các kiểu. Nhà này 100 triệu không trôi được. 150 triệu ngôi nhà này. À, anh em trong nhà đúng không? Con đã đất luôn cho bác Thảo lấy nhé.
Nhà chắc là các bạn ấy đang chuẩn bị khá là lâu rồi các bạn. Mình thấy cái sắt này từ hôm bữa nhỉ, phải 2 tuần trước nhỉ Hương nhỉ. Mình đến thì các bạn cũng đã có những cái kế hoạch làm rồi. Đây này, cái tấm này để làm móng này. Xem bếp núc hôm nay thế nào, uy tín không? Cái này làm gì đây em? Cái này ăn được à? Cái này ăn được mà. Ui dồi, cái này làm sao ăn được? Ăn thoải mái luôn. Ăn được thật á? Ừ. Anh chưa thấy bao giờ. Ngon quá, ngon đang ấy. Về là làm như nào ạ? Ơi, sao? Thảo à? Ừ. Đắng. Đắng lắm. Dưới bếp. Chào các anh nhá. Chưa một cách gì chưa. Ồ. Tưởng Hương xử lý con kia rồi. Chưa. Cái này là mua thôi đúng không? Bạn ấy đang nuôi một con lợn các bạn ạ. Nhưng mà theo nghe em bảo là chắc là chờ đến ngày khánh thành. Bếp thì đây các bạn, đang nấu mấy món. Chiều nay thì bác bếp trưởng là làm mấy mâm ạ? Đây có bếp trưởng anh ạ. Mấy anh em hộ nhau làm thôi. À, cũng phải phân ra một người có trách nhiệm chứ, đúng không? Mấy anh em hộ nhau làm chứ không có biết trưởng đâu. Vậy là mấy mâm anh? Theo dự kiến của Hương là làm 4 mâm. 4 mâm. Dạ. Mời anh em thợ với anh em người nhà. Thợ với người nhà. Vậy là tốt rồi các bạn. Với quyết tâm của các bạn ấy làm. Giờ khá là nắng các bạn. Mấy bác thợ thì công việc hòm hòm, đào xong thì người ta xuống nghỉ uống nước. Và đây chính là cái nền nhà cũ các bạn này. Ngày nay thì các bạn nhìn thấy mấy cây xanh xanh này không? Đó. Một cái sáng kiến hay đấy Hương à, bây giờ em cho hạt cải. Đây thì anh nghĩ rằng chắc là sót lại là nó mọc rồi đúng không? Thế nhưng mà em cho thật sự. Ơ thế đây có gói thật này. Em quải à? Ờ đúng rồi, em thế thì vậy quải lại. Tại vì là mấy trước là chắc là không mọc đúng không? Mưa trôi hết. Đó. Giờ quải lại vào hạt cải đây thành một cái vườn hay đấy các bạn. Và đây chính là cái ngôi nhà mà hiện tại các em đang ở tạm đây. Mọi thứ bữa trước mình đến rồi, các bạn có thể cũng xem lại những cái video trước mà biết cái sử dụng sinh hoạt của các em. Đây chính là mon và cây chuối. Các em chuẩn bị cho con lợn. Và đây chính là than này các bạn này, các em đang để lại ở đây thì chữ đây có thể là mấy nữa bán chẳng hạn. Bên trong ngôi nhà được mình rất ấn tượng các bạn nha, đó chính là mạn xin. Bữa trước thì mình đến là bạn này, người Hơ Mông dựng lại một ngôi nhà mà sau cái khi cháy được 3 ngày, nhà của Hương thì được dựng cái lều này cũng thời gian cũng gấp rút nhanh như vậy. À, nhưng mà em thì nay thì có cái quyết tâm, đó chính là làm cái ngôi nhà kiên cố hơn hai anh em ở. Mà nhà
Hiện tại thì có hai anh em các bạn ạ. Phượng thì đang tất bật ở ngoài chỗ mà hôm nay chuẩn bị cất nhà, ở trong nhà cứu anh trai của Phượng này đang lo cho con lợn các bạn. Thường thì ở vùng cao nhà nào cũng có nuôi một con lợn các bạn, rất là đơn giản thôi, ăn những cái cơm thừa đây này, cơm thừa và một chút rau, cũng ví dụ như rau muống hay rau thừa này, nuôi dễ. Và một năm người ta mới nuôi được một con lợn đâu các bạn. Hoặc là có khi như chăng nữa thì người ta sẽ nuôi một con từ đầu năm đến cuối năm thì người ta mà cận Tết người ta sẽ mổ. Không rồi Hương bảo hay là em bảo nhỉ, con lợn này em ô thế bắt thêm một con nữa à? Ờ, con này anh trai cho thôi. Anh trai cho? Ừ. Thế em không cho nó ăn à? Ờ, không cho nó ăn một còn đầy ấy ở đấy, đầy cám ở đấy. Nó có chịu ăn cho đâu. Ồ, cái chuồng này các khả năng là các em phải rửa nữa. Ừ. Không rửa nhiều là cái chỗ này nó còn có cái vúng nó xuống nhiều lắm. Ừ, cái này chám đi. Cái này lấy xi măng ngày hôm nay chám vào. Con lợn này hôm trước các em tâm sự là để làm nái à hay như nào? Để vào nhà mới. À, để vào nhà mới. Vâng. À dạ. Để vào nhà mới là con lợn này. Để vào nhà mới luôn. Vâng. Đã dự trù mọi thứ rồi. Vâng. Ồ. Con này là để vào nhà mới. Béo nhỉ, con này là em cứu em đi xin, ví dụ như là người ta nấu rượu, cái bỗng rượu các bạn ạ. Em đi xin về, vâng. Hoặc là tự em đi nhặt những cái rau về cho lợn ăn. Chủ yếu là con lợn này mình lấy ngày lần nào mình đến thì cũng là cứu chăn các bạn ạ. Và nồi cắm lợn. Có hôm mà mình đến tầm 20:30 các bạn ạ thì thấy bạn ấy vẫn đang chờ cắm lợn nguội để cho lợn ăn. Bây giờ nó ăn rất là khỏe luôn ấy. Ăn nhiều đúng không? Đúng, nó ăn rất là nhiều luôn. Bằng này cắm nó không đủ nó ăn đâu, mà tí là phải nấu phải đưa cho nó ăn tiếp. Thế là ngày ba bữa. Vâng. Ồ. Thế còn những cái củi này em có ấy không, có đun không hay là để lại? Cái củi đấy là phải mình phải dốc đi, phải để cái nào đẹp thì phải để lại, cái nào không đẹp thì mình đun. Ồ, ý rằng là nếu mà có cái nào sử dụng được thì vẫn sử dụng lại, tái sử dụng gì? Vâng, cái nào sử dụng được là vẫn sử dụng được là vẫn để quay lại. Nhưng mà không sử dụng được là phải đun. Như vậy thì các em định làm cái gì? Cái này á, ừ. Để đóng giường. À, đóng giường. Vâng. Anh cũng nghĩ vậy thôi. Ờ, hợp lý. Làm con tiện đóng giường đúng không? Đúng. Thế còn đây là cái bếp gì nữa? Bếp nấu cắm lợn. Không, bây giờ cơ. À, đun nước à? Đun nước. À, dạ vâng. Hôm nay chị gái không về à? Chị gái không biết, nó không biết. À, không biết à? Ừ. Không biết ngày hôm nay động thổ. Không biết. Chị đang đi làm ở đâu? Nó ở nhà nó thôi. Ồ, cái chị mà hôm rồi nấu cắm lợn mà anh đến ngày đầu tiên anh ghi hình mà, ý ừ, anh hỏi cái đấy. Nó ở nhà thôi. Ồ, mà thế không biết à? Không biết. Mời chị chứ? Mời nhưng mà không thấy về. À, mời không thấy về. Ừ. À ừ, nếu có mời thì mới đúng em ạ. Ừ. Ok. Ở ngoài này hơi nắng, mình vào trong nhà một chút đi các bạn ạ. Vào trong nhà. Ừ. Vào trong nhà pha, uống nước chè. Mọi người đang pha rồi. Mình xem cái nhà của em một chút các bạn. Bữa trước thì cũng xem rồi. Bữa nay xem lại cái vật liệu, mọi thứ. Đấy, anh mượn tí. Thế nào?
Có toát mồ hôi không? Nhưng mà hôm nay là anh vẫn thấy là chưa thấy bóng hồng nào cả. Cái chỗ người yêu đâu? Hôm nay không về được. Người yêu không về được. À, chứng tỏ có người yêu rồi nhá. Như nào, như nào? Có người yêu thật không? Hả? À? Thế hôm rồi anh nói cái vụ mà lấy một cái cô mà có bốn điếu nhỏ đi theo có được không? Hả? À? Không được à? Cái chỗ mà anh giới thiệu cái một điếu lớn có bốn điếu nhỏ đi theo kẹp đính kèm không được à? Không, bà này trẻ lắm. Không có kinh nghiệm làm bay bay à? Ông vẻ mua trâu được cả ngé rồi anh trước. Trẻ trẻ lắm rồi muốn đứa mua trâu được cả ngé. Được mà em. Không được à? Vậy thì cũng cận đến giờ trưa rồi các bạn ạ. Bây giờ mình xem là cái quyển này. Đúng cái quyển hôm trước anh xem cùng không? Đâu cái vẽ đâu ấy nhỉ? Vậy mình sẽ ước chừng cái công trình này cùng Hượng xem nó tầm là bao nhiêu tiền các bạn nhé. Công thợ của em là hiện tại bây giờ là người nhà đúng không? Hương ơi, công trình thợ bây giờ là người nhà hỗ trợ giúp à? Vâng. Thế là giá bao nhiêu tiền một mét vuông? 700. 700. Mình là 7 mét, 70 mét vuông. Vâng, 70 mét. 7749. Vậy là 50 như anh nói là đúng rồi đúng không? Lúc đấy là mình xem qua cái quyển này các bạn ạ, có cái bản vẽ của em. Đó, như này. Và sáng thì mình cũng đang từ sáng sớm đến bây giờ ngồi và nhìn các bác thợ động viên em một chút các bạn. Này A Pháo đến chơi thì chắc là cũng có một món quà cho em ạ. Nhưng mà công thợ của em là hiện tại là như nào? Công thợ 50 triệu. 50 triệu? Vâng. Tức là chỗ người nhà giúp à? Vâng, giúp. 50 triệu. Với cái tiền vật liệu lên nữa em đã tính được chưa? Áng chừng rồi. Áng chừng bao nhiêu? Chừng rơi vào vật liệu gần trăm ạ. Vật liệu gần trăm? Khiếp thật. Thế là nhà của em mà như vậy là em có vung tay quá chán không? Không. Như vậy là hôm rồi các bạn ạ... các tổ chức mọi người đến giúp em sau khi cháy nhà ấy, thì mình đã tính lên đâu được bữa đầu tiên nhất là mình đã tính lên được 65 triệu. Đấy, sau là 70 triệu đúng không? Vâng. Sau làm ngôi nhà này nữa thì là còn lại là mất 10 triệu làm ngôi nhà này rồi đúng không? Cả thịt ăn thì 7 triệu đúng không? Vâng. 7 triệu. Vậy là còn 63. 63. Thì được nhà nước hỗ trợ tức là xây dựng xong là hồi trước em nói là bao nhiêu nhỉ? 40. Vậy là 100. Vậy thì em đã có 100 của cái vật liệu. Thế còn cái công thợ em lấy đâu ra 50 triệu nữa? Công thợ em chưa. Em chưa? Vâng. Như vậy là lại phải cầm cố nhà vào ấy rồi đúng không? Vâng. Vào ngân hàng. Thế nhưng mà phương án cuối cùng. Thế như thế thì cái nhà này thì giấy tờ thủ tục hay sao? Có phải chuyển đổi đất thổ cư không? Dạ không. Thế thì hiện tại người ta tạo điều kiện cho đúng không? Vâng. Bình thường những cái đất như này là đất vườn rừng các bạn ạ. Muốn xây một cái nhà căn kiên cố như này thì phải chuyển đổi mục đích sử dụng sang sổ đỏ thổ cư, phải nộp thuế. Nhưng mà em chắc là vừa cháy nhà thì là để các bác chính quyền tạo điều kiện. Thế hôm nay bác chính quyền có ai đến không? Không. À, không ai đến à? Vâng. À, chắc là bữa cơm em cũng mời các bác chính quyền địa phương đến ăn cùng. Vâng. Ví dụ như là trưởng ban mặt trận chẳng hạn. Cô có cái chị nào trao tiền đấy? Chị Thu. Đấy. Cô Thu. Nên mời cái chị kia một câu, tức là gì em gọi là biết trước biết sau đúng không? Vâng. Ngay thì anh đến chơi thăm với em, thế là rất là mừng. Em cũng đã quyết tâm làm cái nhà kiên cố hơn để ở. Thì món quà nhỏ, không phải tiền của anh nhé. Rồi các bạn, A Pháo đến thăm em Hượng và ngày nay thì có một phần quà là 4 triệu đồng trao cho em Hượng. Và đây là phần quà của một cô giấu tên ở Hà Nội các bạn. Cô thì cũng đồng hành và giúp đỡ kênh Giàng A Pháo và đi cùng rất là nhiều những trường hợp. Ngày nay thì mình để tên là C các bạn, cô địa chỉ Hà Nội. Và giúp em là 4 triệu đồng em nhé. Em vâng. Kiểm tra lại hộ anh. 4 triệu đồng này là tiền mặt. Là một cái viên gạch nào đấy cho em
làm thêm cái ngôi nhà nó vững chãi hơn. Này. Toát hết mồ hôi các bạn. Nóng. À toát mồ hôi do nóng hay là nóng hay do máy quay? Nóng. Nóng à? Chưa được. Hả? Nóng. Hay là do máy quay? Không em nóng. Đủ chưa? Đủ rồi. Không thì số tiền này anh đề xuất là cưới vợ. Đấy, nhìn được cô nào phải cưới liền tay. Đấy. Ông không một mình làm này nên nóng toát mồ hôi anh thấy vất vả quá. À, tầm tuổi này thì cũng phải nên suy nghĩ lấy vợ nghiêm túc. Thế hôm rồi vừa nói là xong là có bạn gái có thật không? Không, đùa mà. Đùa? Gì có bạn gái? Người yêu có chưa? Chưa. Tầm tuổi này tán các cháu rồi hơi mệt đấy. Rồi các bạn mình sẽ nán lại một chút nữa với về cảnh sinh hoạt và cái động thổ làm nhà của em. À, nhìn một chút. Nhà này mình sơ qua là đã là 150 triệu rồi. Như thế là nếu mà làm xong có đổ mái không em? Không, không đổ mái. Cứ dựng lên xong là lợp mái à? Vâng, lợp mái. Chứ không đổ tầng à? Không. Ồ. Như vậy nếu như mà trong ngày trong tương lai lên tầng thì em có thể đập lên trên thì đúng không? Vâng. Làm một thép rằng ở bên dưới xong là chống lên xong đổ được đúng không? Vâng. Ừ. Nếu đổ được thì nó đơn nóng. Thì kiên cố hơn. Tiền đủ chưa? Đủ đấy ạ. À. Sao? Đi làm tiếp nhá. Rồi, mình bảo là nó ná lại xong là đi lên xem các bác cái dựng cột chút. Vâng, em cũng cảm ơn chị đã cho tiền với anh. À. Thì đã ủng hộ em lúc khó khăn. À. Hết cảm ơn. Xin cảm ơn. À, cảm ơn cô em ạ. Cô. Cô ạ. À, vâng. Tuổi này là cô rồi. Em cũng cảm ơn cô đã cho em gửi em số tiền này. Rồi. Rồi các bạn. Em thì đang rất là run trước máy quay là một, thứ hai là trong cái tình huống hôm nay là nhiều việc. Đấy. Cháu cảm ơn cô. Đúng không? Vâng. À. Thôi em ạ, đi làm việc đi. Đi làm cái việc của em ngày hôm nay đi. Hả? Đây là những người cháu của Hàn à. Ở đây làm với vợ chiều vừa được ta. Rồi cứu ơi. Đấy không? Anh hôm nay đến thăm hai anh em nhá. Anh thấy hai anh em rất là quyết tâm. Chỉ biết là động viên các em thôi. Cái cũ, nhà cũ hoặc cái nhà của thế hệ bố mẹ để lại ngày nay thì không còn nữa rồi. Chúng ta không hoài cổ mãi được, buồn mãi được. Đấy. Như em là như vậy, với Hàn nữa anh thấy là rất là quyết tâm làm một ngôi nhà. Bữa nay đến thăm hai anh em nhá. Anh sẽ xin phép về thôi em ạ. Anh cảm ơn anh nhưng mà anh ăn một bữa cơm với gia đình. Bữa trước anh ăn rồi đúng không? Được. Bữa trước mổ gà rồi đúng không? Anh ăn rồi. À, nay nữa thì mình không nán lại được lâu nữa các bạn. Vì bữa cơm các bạn làm chuẩn bị cũng xong đi rồi. Nhưng không phải mà mình thời gian cũng hạn chế ngày nay. Anh cũng bận ngày nay. Thế xuống động viên em và gia đình một chút như vậy. Nhá. Thế mấy nay này sức khỏe thế nào? Sức khỏe rất bình thường. Rất bình thường. Có còn ấy không? Không. Tức là thỉnh thoảng có cơn vật vã gì không? Không. Đúng không anh? Anh ở gần này đúng không? Được. Đây là anh cha. Nhưng rất là hân hạnh cảm ơn các anh. À đúng rồi. Đây là anh trai cả của Hượng và em Cứu các bạn ạ. Chào chú. Thế xin phép gia đình nhá. Cháu bữa nào dựng xong đi. Xong là cảm ơn nhá. Gia đình cũng chẳng biết nói gì hơn nơi cũng mời anh em ở đây lại ăn bữa cơm với gia đình. Ăn cơm ạ? Ừ. Ăn cơm thì thôi chú ạ, bữa khác cháu ăn. Này chúc mừng em Hượng với đại gia đình mình đoàn kết làm xong ngôi nhà chú nhá. Vâng. Mấy nữa thì cháu xuống thăm lại. Mình kết thúc video tại đây các bạn ạ. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo trên kênh. Cảm ơn quý khán giả nhà Hào Tâm. Chưa là...